hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi về nhân vật nhà thăm dò cho anh em cùng xem. Một ông bé tí hon. Nói chung là ông này ngoài sau cái việc nữ chủ tế thôi là ông này cũng có cái quyền năng phép thuật đó mọi người. Vì những cái con người bình thường thì đâu có thể nào mà gọi là thua bé được, đúng không? Đó. Má ơi, vừa vô đứng ngay cái máy các bạn sẽ thấy là khả năng cao là gặp Hunter ngay đầu game luôn. Nhưng mình cũng mong thăm dò Hunter bằng cách là thu nhỏ nha. Mình sợ lắm nhưng mình cứ thu nhỏ. Và dĩ nhiên các bạn chơi nhân vật này các bạn đừng có đi kiếm giấy. Chúng ta chỉ nên kiếm giấy ở những cái giai đoạn giữa game để đi bù máy cho đồng đội có thể đi cứu nhau, đi cai các thứ thôi. Đầu game mà các bạn nên là đi sửa máy như mình, để cái thời gian đầu các bạn đi tìm tờ giấy các bạn sẽ mất một khoảng thời gian rất là lớn. Nhiều người chơi theo cái phương pháp là tìm hai mảnh giấy đầu game, các bạn nổ được một máy thì nó sẽ rất là phí. Đó, giấy chúng ta nên đi bù máy cho đồng đội sẽ có ích hơn rất là nhiều nha. Và khi mà bản thân mình bị lên ghế thì tờ giấy mình có sẽ bị rớt ra và đồng đội nào cứu sẽ nhặt được tờ giấy đó và sẽ thay mình làm cái nhiệm vụ, đó chính là bù cái máy dùm. Đây là cái khả năng được búp rất là cao cho nhân vật này, để cho những cái tờ giấy mình lượm khi mà mình chết đi thì đồng đội vẫn còn có thể lượm được, sẽ không bị phí. Chị đào vàng, chị ăn hai gai rồi, bay ạc. Hồi hộp đến từng mm. Và thông thường là những cái mảnh giấy nó sẽ rớt ở gần những cái máy và nó sẽ nằm ở những cái vị trí ngẫu nhiên. Nó không có phải là đi thẳng là thấy. Cho nên là các bạn hãy dựa vào cái mũi tên ấy. Nó ngay cái máy của đào vàng luôn. Mình sẽ đi lượm thôi. Và bù còn nhanh cái máy cho kẻ đào vàng. Nhân vật này nó có một cái lợi thế nữa, đó chính là các bạn đi ở trong những cái vùng cắm mắt của Hunter thì sẽ không bị lộ vị trí nha. Và yêu cầu là đi rón rén hoặc là ngồi xuống lê lết nha, để cho các bạn có thể là không để lại dấu chân. Các bạn thu nhỏ nhưng vẫn đi bình thường thì cái dấu chân nó vẫn hiện ra nha. Đó là một số lưu ý khi các bạn chơi kẻ thăm dò thôi. Và núp thì hên xui Hunter nó thấy, nó tinh mắt nó thấy. Thường thường là mình hay núp ở cái cột anten ấy. Đấy, nhánh 6 cứu bạn yêu nha, yên tâm. Đấy, đã cứu luôn, không phải ngán. Nó ở dạng bánh xe đâu có gì đâu, cứ thoải mái mà cứu. Nhiều ông cứ nhây, không hiểu lý do vì sao. Nó có đánh đâu. Và gai các bạn bây giờ có thể tự gỡ được rồi. Nó cũng rất là lâu ạ. Úi dồi, nó xỉa cái gai ra kìa. Đấy, các bạn có thể gỡ gai này. Trời ơi, nhìn nó ghê. Đào vàng chỉ cần dính hai gai một giật là chết. Cho nên là cái giai đoạn này đào vàng ca phải cẩn thận. Chính vì thế mà bo luôn thì nhiều người sẽ lên nhánh 9 để cho có cái khả năng full gai nhiều hơn. Đó, nó tạo gây sự nguy hiểm ở cái vị trí đó thôi. Đấy, các bạn thấy như mình là bù cái máy cho đào vàng rất là nhanh, đúng không? Trời ơi, giờ còn đúng một máy rồi này. Việc gì các bạn phải đi lượm hai giấy nổ một máy làm gì cho nó cực. Đồng đội cai tốt là giấy chả cần sờ tới. Thiệt sự luôn, nhức nách, cứu tiếp. Yo. Con khốn tiên tri nổ máy. Tiếc cái thằng cha mày chứ tiếc. Trời ơi, sao mình gặp những cái vấn đề gọi là nổ máy mà kiểu nó vô đạo đức thế nhở. Thôi xong rồi thằng đúng. Trời ơi, tức mà không biết nói cái gì luôn. Ừ đúng rồi, giết nó chết đi. Tội đào vàng kinh khủng luôn. Ôi, drama bên đấy. Ok, mình sang máy bên cổng mình nghĩa địa.
con người không thể nào mà nổ máy một cách thần kỳ như vậy được. Nó phải có một cái thế lực gì đó nó quá là kinh khủng, nó mới nổ máy một cách gọi là ngu ngốc như vậy. Và dĩ nhiên rồi, bạn sẽ phải bị trả giá bởi vì cái hành động đó. Thôi, mình đi vô luôn. Đáng lắm, chết đáng lắm, thiệt sự luôn. Chết đi. Trời ơi, nhìn mà nhức nách giùm luôn. Nó cam luôn rồi. Có con robot kìa. Mech đang muốn cứu đây. Tại vì hai đứa mình đang con với nhau, cho nên là mọi thứ nó sẽ rất là dễ. Không hiểu luôn. Khó cứu lắm, mình tưởng nó ở dạng bánh xe thì còn dễ, chứ robot nó khi đã ở dạng người nó chém một cái là chết. Hình như hết năng lượng thì phải. Vừa lắm, chết đi. Chắc lại đánh voi thôi. Ui giời ơi. Ra game đào vàng chửi mọi người ạ. Chửi tiên tri. Thật sự mình không biết phải nói làm sao luôn. Trời. Chán leo rank cao để làm cái gì. Thật sự luôn. Hunter đang tới. Ai ạ? Núp ở ngay gốc cây có đám cỏ này ngon. Chỉ tượng. Leo rank cao làm gì cho lắm. Trời ơi, thà ranh bỏ mà nổ máy của đó nhìn đỡ tức. Rồi, ok. Chơi game thì đôi khi nó cũng phải tập trung vào. Nhưng chơi mà cứ làm sao. Rồi đâm ra là nhiều comment bảo là hoan thế lọ thế chai. Rồi toxic này kia, chửi người chơi. Thật sự nếu như trong trận đấu mà áp đặt các bạn vào ngay cái vị trí này, và các bạn đang cần những cái trận đấu gọi là thắng hay hòa gì đó, mà chỉ vì một cú nổ dơ các bạn có tức không? Cho nên là đừng có bắt mình làm thiên thần khi họ không muốn mình làm. Trời ơi anh tiền đạo má ơi. Trời ơi anh tiền đạo. Ok, thợ săn gần bạn biết rồi. Đứng ngay đó luôn á. Mình cứ đi sửa máy ung dung thôi. Ủa, cái gì lôi ra đây vậy? Ê, nó ở gần Hunter hiệu chuẩn bé tí nhỉ. Nhìn quạo thật sự luôn ấy. Ôi, rút quân. Chị ong, no. Chị bay đi đâu. Ui, cái tượng nó đập kìa. Hai em. Yeah. Chạy thôi, cứu được tiền đạo là ngon rồi. Nhân vật này thì các bạn sẽ không gây ra tiếng nổ cho Hunter khi mà các bạn leo cửa sổ hay leo ván nha. Cứ thoải mái mà leo trèo thôi. Khóc tiếng chó luôn. Ôi, tiền đạo không thoát được rồi. Người ta muốn mình ngoan hiền thục đức, muốn mình làm một cái gì đó gọi là thân thiện. Nhưng mà đâu có người, mọi người đâu có cho đâu. Khổ thân. Còn những vấn đề về leo rank thì dĩ nhiên là mình không có thời gian để mình chơi. Mình toàn là chơi buổi tối lúc 8 giờ. Chơi vào tối 8 giờ khoảng 11 giờ nghỉ lúc đó thì mình mới học bài đến 1 đến 2 giờ sáng. Có hôm nào mà thi thì 3 giờ sáng mình mới học xong rồi ngủ. Sáng 6 giờ lọ mọ dậy rồi, cho nên cái thời gian ngủ của mình thật sự khá là ít. Vì hai công việc nó đen san nhau, nó đang xen nhau thì rất là khó. Nên kể lên đây thì cũng không phải là than khổ than gì, công việc mình đã chọn thì mình phải làm. Nhưng mà cho mọi người hiểu thôi. Cái giờ mà bọn mình giờ rank á, thì thường thường là bọn mình tập trung hết vào giờ nghỉ trưa ở trên trường. Mà các bạn biết rồi, wifi công cộng thường thường nó có mạnh đâu mà chơi. Trời ơi, nó vui thì nó mạnh, nó buồn thì nó yếu. Khổ cái đấy. Sung sướng gì đâu. À.
lắm tưởng thế. Rồi anh tiền đạo anh có nửa máu. Tội nghiệp. Cái giấy ở ngay góc ba tường. Ngay vị trí đầu nó cho luôn cái giấy ở ngay đây đi. Mình đứng ngay đây rồi. Mà không, nó ngựa ngựa nó cho bên giấy bên tút nhà nhỏ. Mò xong đấy xong bây giờ lại mò sang khu ba tường lục lại. Thấy mệt không? Còn tối thì ranh vào 6 giờ đến 8 giờ. Giờ đấy các bạn biết rồi. Cơm, nước, rồi nhà cửa dọn dẹp, vệ sinh cá nhân các thứ. Bận bịu lắm mọi người ơi. Lớn rồi, đâu còn bé đâu mà có người hầu cơm, hầu nước cho. Ở thì ở độc thân, đâu có máy lạnh đồ hay là tủ lạnh hay là máy giặt đồ nó giặt quần áo cho đâu. Không hề luôn. Thôi bạn đi đi để mình nổ máy cho. Đi đi. Rồi ok. Đấy, nhức nách ngay. Giận này có mình với mù quá đỉnh cao luôn. Cho nên là nổ máy bùm bùm. Mà các bạn thấy không? Rõ ràng là lúc ở bên nhà nhỏ còn hai máy đúng không? Mình sờ cái giấy phát nổ đùng là xong. Đập ván để lát nữa có gì nó qua thì chạy được. Vô hít ra mu mọi người ơi. Đi vô hít ra mu xem tiền đạo nó làm sao. À vì tiền đạo một lần lên ghế nó ra đi rồi. Nhưng đứng lại cũng không giải quyết được gì hết trơn á. Ôi đập ván nhanh nhở. Tiền đạo công nhận đấy. Cái nội tại của nó khỏe thật đấy. Đập ván chắc 0,5, 0,3 giây gì đó thôi. Thôi đi vô đi bà mùi cho người ta nhảy hầm nhảy đô nữa. Trời ơi, đi vô đi má. Chết rồi, chết rồi. Cái hầm nó không có ở giữa map. Nãy khu nhà nhỏ cũng thấy luôn, vậy chắc là khu bên nhà máy rồi. Đúng rồi đó, di chuyển đúng rồi đó. Hầm bên nhà máy á. Trời ơi, đi vô đi cho cái cổng nó mở mẹ. Cái hầm chứ, nhầm. Ờ, đi vô rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Hay quá.